Anh Thơ trước nay đã từng sinh một đứa con. Cái gì? Mình làm cái cấu rồi đấy. Có chuyện gì nói cứ vòng vo mày. Nhưng mình nghe xong là không được sốc đó nha. Chuyện là hôm nay người quen của bạn em bên Hàn Quốc có kể là anh Thơ trước nay đã từng sinh một đứa con. Cái gì? Hôm nay anh Quang Hải sẽ hỏi chuyện vợ chồng Hải Đăng về chuyện tin đồn đó. Chị quăng mọi nhữ anh Thơ rồi hả? Chị của em mà, bây giờ chỉ chờ cô ta lọt hố nữa là xong. Có chuyện gì về bố? Con dâu, hôm nay dì tụi con nghe được một tin đồn về quá khứ của con. Chuyện không nhỏ đâu. Bố muốn xác định trực tiếp xem chuyện đó có thật hay không. Bố nói vậy là có ý gì? Bố đang nói chuyện với vợ con. Con đừng có chen vào. Nhưng đó là tin đồn gì vậy bố? Cách đây hơn 20 năm, con đã từng sinh con và rồi lại nhẫn tâm bỏ rơi đứa con của mình. Chuyện đó có thật không? Hoa Phương, xem ngay những tập tiếp theo trên siêu ứng dụng giải trí VOON.